Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn và dự lễ khởi công dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Lăng. Thành phố Hồ Chí Minh được chọn là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh trong phạm vi cả nước. Giải quyết triệt đề vấn nạn rác thải và quản lý vệ sinh môi trường sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đưa hình ảnh Việt Nam trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 4, tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và dự lễ khởi công dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng dài gần 60 km, tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng theo hình thức BOT, trong đó vốn nhà đầu tư chiếm 55%, còn lại là vốn nhà nước. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm cây đa hữu nghị được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng trong chuyến thăm cửa khẩu vào tháng 8 năm ngoái. Thủ tướng cũng nhấn mạnh thêm 6 nhiệm vụ trọng tâm với các lực lượng, trong đó cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng cửa khẩu thông minh, đảm bảo hàng hóa thông suốt, cắt giảm thủ tục hành chính, phòng chống buôn lậu, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, vừa bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa thắm tình hữu nghị anh em. Tiếp đó, Thủ tướng đã dự lễ khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng, kết nối từ cửa khẩu Hữu Nghị với cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Đây là đoạn cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối Cao Bằng – Lạng Sơn – Hà Nội – Huế – Thành phố Hồ Chí Minh – Cà Mau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn được giao là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án. Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan trong việc chuẩn bị thực hiện dự án. Đặc biệt cảm ơn nhân dân trong tỉnh đã nhường nơi ở, nơi canh tác, nơi sinh kế qua nhiều đời cho dự án chiến lược này. Thủ tướng đã nhấn mạnh 6 ý nghĩa quan trọng của việc đầu tư cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng. Cái thứ nhất là góp phần thực hiện cái mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra về phát triển hạ tầng giao thông đến năm 2030. Thứ hai, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng, rồi góp phần thực hiện 3 cái đột phá chiến lược. Cái ý nghĩa thứ ba là kết nối giao thông, kết nối kinh tế giữa ASEAN Trung Quốc, giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa hai vùng kinh tế động lực là vùng đồng bằng sông Hồng, vùng miền núi phía Bắc, rồi kết nối hai hành lang và một vành đai với lại vành đai con đường của Trung Quốc, rồi kết nối 4 địa phương Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, rồi Cao Bằng, Lạng Sơn với là Quảng Ninh thông qua cái đường quốc lộ 4B. Cái ý nghĩa thứ tư là mở ra cái không gian phát triển mới, đặc biệt là đối với hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Thứ năm là góp phần thực hiện cái chủ trương phân cấp phân quyền, phát huy tính tự lực, tự cường của các địa phương. Ý nghĩa thứ sáu là thực hiện cái chủ trương cái hợp tác công tư giữa nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp theo cái hình thức PPP và có cái sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các chủ thể có liên quan để đạt được mục tiêu thông xe tuyến cao tốc trong năm sau. Tặng 30 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn trong vùng dự án, Thủ tướng yêu cầu địa phương, doanh nghiệp tiếp tục chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B đoạn Lạng Sơn – Quảng Ninh. Đây là tuyến đường rất chiến lược, kết nối với hai cao tốc Hải Phòng – Móng Cái và Hà Nội – Lạng Sơn, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa các tỉnh trong vùng và các vùng, kết nối giữa 6 cửa khẩu quốc tế với các cảng biển. Vì vậy, theo Thủ tướng, càng xong sớm thì càng có lợi. Tiếp đó, đến thăm trường mầm non song ngữ quốc tế Victoria, nằm trong khu đô thị Myland – Hoàng Đồng – Lạng Sơn, hoạt động theo mô hình trường học hạnh phúc, hoạt động không vì lợi nhuận. Thủ tướng đánh giá đây là một hình mẫu tốt, góp phần thúc đẩy xã hội hóa giáo dục. Tiếp đó, Thủ tướng cũng đã thăm các gian hàng tại triển lãm công nghiệp xanh quốc tế Lạng Sơn, lần đầu tiên được tổ chức, trưng bày, giới thiệu nhiều thiết bị trong lĩnh vực năng lượng xanh, sạch. Vào chiều 21 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Chúc mừng tỉnh Lạng Sơn đã công bố quy hoạch tỉnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng
quy hoạch sẽ mở ra cơ hội mới, giá trị mới cho Lạng Sơn, đồng thời dành thời gian nói về vai trò, tầm quan trọng, nhấn mạnh 5 nhiệm vụ của công tác quy hoạch và 5 bảo đảm khi triển khai quy hoạch. Sau khi phân tích về những tiềm năng, lợi thế, cơ hội, những thành tựu đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong phát triển Lạng Sơn thời gian qua, Thủ tướng đã khái quát 3 nhiệm vụ mang tính chiến lược hết sức quan trọng với Lạng Sơn trong thực hiện quy hoạch tỉnh. Thứ nhất là không ngừng tăng cường, củng cố và đẩy mạnh cái quan hệ hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em, cái hợp tác chặt chẽ, bền vững giữa nhân dân, dân tộc hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Cái thứ hai là phải bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bằng các cái biện pháp hòa bình, thực hiện cái thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng hai nhà nước và thực hiện cộng đồng chung chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược mà hai đồng chí Tổng Bí thư đã xác định. Rồi chúng ta phải làm tốt cái công tác kết nối giao thông, kết nối không gian phát triển kinh tế giữa Lạng Sơn với lại các tỉnh trong vùng, giữa Lạng Sơn với các tỉnh trong cả nước, rồi giữa Việt Nam ASEAN với Trung Quốc. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Lạng Sơn tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm như phải xây dựng chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển du lịch trở thành một động lực tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển kinh tế cửa khẩu. Thủ tướng đề nghị Lạng Sơn ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tính lan tỏa lớn, nhất là đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Lạng Sơn kết nối với Trung Quốc và xây dựng cửa khẩu thông minh. Thủ tướng hoan nghênh các nhà đầu tư đã lựa chọn Lạng Sơn, đề nghị thực hiện đúng cam kết và thỏa thuận hợp tác đầu tư trên tinh thần ba cùng. Đó là cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển. Thủ tướng cũng cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, cam kết hỗ trợ 160 tỷ đồng kinh phí để xây dựng 3.200 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Lạng Sơn. Hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến năm 2025, vừa được Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động. Sau 10 ngày nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở, 18 giờ ngày 21 tháng 4, hầm đường sắt Bãi Gió qua đèo Cả, đường sắt Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đã thông tàu kỹ thuật. Các toa xe công trình đã chạy thử tải qua lại hầm để kiểm tra độ ổn định của bê tông, đất đá tại điểm sạt lở cũng như độ an toàn của hầm Bãi Gió. Như vậy, với nỗ lực của hàng trăm công nhân ngành đường sắt cùng các đơn vị thi công, hầm đường sắt Bãi Gió qua đèo Cả thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã được thông suốt. Từ 18 giờ cùng ngày, tất cả đoàn tàu đã đi qua hầm Bãi Gió về đích trước kế hoạch. Quý 1 năm nay, lần đầu tiên, Việt Nam trở thành đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất của Singapore. Thống kê cho thấy, hiện gạo của Việt Nam chiếm hơn 32% thị phần gạo ở quốc gia này. Từ Singapore, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thông tin chi tiết. Theo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Singapore, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang nước này đạt kim ngạch trên 36 triệu đô la Singapore, tăng 80,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, bên cạnh mặt hàng thế mạnh truyền thống của Việt Nam là gạo tẻ trắng, hai nhóm hàng khác là gạo nếp và gạo thơm xay sát hoặc chóc vỏ cũng chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại Singapore, lần lượt đạt 80,08% và 73,33%. Đây là nhân tố chính giúp Việt Nam trở thành quốc gia chiếm thị phần gạo lớn nhất tại Singapore. Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản đang là các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam trên thị trường gạo Singapore. Thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo để gia tăng thị phần và giá trị kim ngạch xuất khẩu sang Singapore. Tuy nhiên, để duy trì bền vững vị trí đối tác lớn nhất, các doanh nghiệp nước ta cần nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo chất lượng sản phẩm gạo và chú trọng quảng bá sản phẩm tại đảo quốc. Thương vụ Việt Nam tại Singapore cũng khuyến cáo cần có sự phối hợp góp sức của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác gạo giữa hai nước có thể sẽ là công cụ hữu hiệu để duy trì vị thế số 1 của sản phẩm gạo Việt Nam tại đảo quốc này trong thời gian tới. Văn Hiếu, Thường trú Truyền hình Việt Nam tại Singapore. Nếu như thời điểm này năm ngoái, giá cà phê thu mua trong nước dưới 50.000 đồng một cân, thì hiện đã tăng gấp đôi. Giá tăng cao là điều đáng mừng cho người trồng cà phê, nhưng với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, từ các đại lý thu mua tới nhà xuất khẩu,
thương mại, giang say thì việc giá tăng nhanh và quá cao cũng gây nhiều thách thức. Giá cà phê nhân xô tăng cao kỷ lục lên mức 110.000 đến 120.000 đồng một kg trong những ngày vừa qua, đang khiến nhiều công ty hoặc không mua được nguyên liệu, hoặc buộc phải gồng lỗ mua với giá cao để có hàng kịp giao cho các đối tác đã ký kết từ trước. Có hai vấn đề. Một là các hợp đồng họ ký thì họ cũng mua lại của các nhà cung cấp, và một tỷ lệ lớn là các nhà cung cấp họ không giao hàng. Các nhà cung cấp họ không giao hàng cho nên là các nhà xuất khẩu đang vật lộn. Doanh nghiệp FDI cũng lo ngại tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và vấn đề giữ chữ tín trong kinh doanh khi một số nhà cung ứng Việt Nam chậm giao hàng, thậm chí không thực hiện hợp đồng. Hiện nay, chúng tôi phải thay đổi chiến lược nhập cà phê về để thay thế cà phê Robusta của Việt Nam. Đây là điều chúng tôi không lường trước được. Cả chuỗi ngành hàng đang bị phá vỡ. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cà phê Việt Nam. Để gỡ những nút thắt này, các chuyên gia cho rằng ngân hàng cần tăng hạn mức cho vay và ưu tiên lãi suất cho các doanh nghiệp cà phê. Có như vậy, họ mới đủ nguồn vốn để thu mua cà phê và giao cho các đối tác đúng như cam kết, tránh tình trạng bẻ kèo, gây mất uy tín của ngành cà phê Việt trên trường quốc tế. Thay vì trước kia thì mua được 100 triệu thì mua được 2 tấn, thì đây 100 triệu mua được 1 tấn thôi, thì dẫn tới cái chi phí tài chính lớn và cần vốn nhiều. Ngành cà phê đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và được coi là ngành hàng quan trọng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để ngành cà phê tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững, ngoài hỗ trợ về tăng hạn mức cho vay để vượt qua khó khăn trước mắt, thì còn cần hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết trong đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu, kỹ thuật sản xuất, tiếp cận chuyển giao khoa học công nghệ và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Dù cơ chế mua bán tín chỉ carbon trong nước chưa có, nhưng nhu cầu mua bán thì đã gia tăng. Điều này được thúc đẩy bởi các chính sách phát triển bền vững, thân thiện môi trường, giảm thải carbon thông qua việc áp thuế đối với hàng hóa của nhiều thị trường lớn trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh được chọn là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon. Vậy thành phố đã làm gì để đạt được những mục tiêu này? Bắt đầu từ năm 2025, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường tín chỉ carbon. Như vậy, 1.912 doanh nghiệp lớn phát thải 3.000 tấn carbon mỗi năm tại Việt Nam có thể mua tín chỉ carbon trong nước nếu các giải pháp khác chưa đủ để đạt các tiêu chuẩn giảm phát thải. Như vậy, người bán sẽ có giá tốt hơn, còn người mua cũng sẽ tiếp cận được tín chỉ rẻ hơn. Cái thị trường tín chỉ carbon tự nguyện có nhiều cơ hội hơn cho người dân, đồng bào dân tộc và các cái cộng đồng dân cư của chúng ta liên quan tới cái việc hấp thụ carbon, ví dụ như là rừng của chúng ta hay là đối với cả phát thải lúa. Thành phố Hồ Chí Minh phát thải mỗi năm khoảng 60 triệu tấn carbon, hoạt động công nghiệp và giao thông chiếm tới 33 triệu tấn. Với nghị quyết 98, thành phố sẽ thí điểm cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon. Đây là cơ hội cho các hoạt động tạo ra tín chỉ carbon tự nguyện bán cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu. Trước khi thực hiện cái nội dung này thì chúng ta cũng mới xác định là những cái dự án mà cần phải đưa ra thí điểm cũng như là phải xác định cái việc đóng góp vào NDC của quốc gia đối với các cái trước khi mà giao dịch thì phải trao đổi với các bộ ngành. Cho dù là tín chỉ đó để nhằm mục đích là bù carbon hoặc là được là phải mua carbon thì đều phải cần đến hai cái bước quan trọng, đó là cái bước kiểm kê và bước thứ hai đó là cái bước xác minh. Thì cả hai cái bước đó thì lại hoàn toàn chúng ta phải phụ thuộc. Thành ra là cho dù chúng ta đã có thúc đẩy nhanh về mặt chính sách, nhưng về mặt thực hành thì chúng ta vẫn phải là khá là chậm. Năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh đặt hai mục tiêu quan trọng, đó là tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Thành phố hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đến năm 2030 đạt chỉ tiêu giảm phát thải 10%. Hiện thành phố đang thu hút đầu tư 28 dự án thuộc các nhóm ngành như giao thông, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, điện tử, vi mạch, bán dẫn, trung tâm dữ liệu. Thông qua hoạt động mua bán tín chỉ carbon, không chỉ thu hút các nhà đầu tư mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xanh trong phạm vi cả nước. Trong phần tiếp theo của bản tin, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông giúp tỉnh Điện Biên có thêm lợi thế trong thu hút các dự án đầu tư. Quảng Ninh tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tăng cường xúc tiến để thu hút du khách trong và ngoài nước.
tiếp tục bản tin với các nội dung đáng chú ý. Hạn hán và xâm nhập mặn đang gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hiện đã có 4 địa phương là Tiền Giang, Long An, Cà Mau và Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp thiên tai do hạn hán. Tại Tiền Giang và Bến Tre, người dân thiếu nước ngọt cho sinh hoạt tưới tiêu. Còn vùng Cà Mau và Kiên Giang đối mặt với thiệt hại kép khi vừa thiếu nước vừa sụt lún. Tại Cà Mau có 601 vị trí ở 132 tuyến kênh rạch bị sạt lở, tổng chiều dài gần 16 km, gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng. Ở Kiên Giang ghi nhận hơn 300 điểm giao thông sạt lở, 26 nhà dân bị sụt lún xuống kênh, thiệt hại gần 84 tỷ đồng. Địa phương có 470 căn nhà sát kênh, trong đó 54 căn có nguy cơ sụp đổ cao. Theo khảo sát gần nhất của Ban Kinh tế Tư nhân, tỷ lệ người lao động muốn mua nhà ở xã hội chiếm khoảng 28-30% trong tổng lực lượng lao động ở một số thành phố lớn. Trong cuộc họp toàn quốc mới đây về nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhấn mạnh tinh thần đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động. 2 vợ chồng mình là từ ở dưới Long An lên đây lập nghiệp 4 năm rồi. Và hiện tại mình đang công tác tại trung tâm y tế. Vợ mình thì lại là giáo viên mầm non. Lương của hai vợ chồng mình thì tầm khoảng 11-12 triệu, còn có 2-3 triệu thôi, 2 triệu lại thôi. Ở trọ thì một tháng thì tầm khoảng 3-5 triệu, thì tụi em cũng ở cái phòng nhỏ xíu thôi. Đó, nếu mà dự án có phòng mà nó to hơn tí xíu, 3-5 triệu thì em vẫn chấp nhận thuê được, thuê dài hạn được. Hai vợ chồng lên đây làm được hơn 10 năm rồi, thì có 2 đứa con, gửi về bên ngoại hết rồi. Hai vợ chồng đi làm một tháng là tầm khoảng 20 triệu, có thể dư 5 triệu. Mình có thể mua được cái nhà ở dưới 800 triệu, mình chỉ trả trước được 30-40% thôi. Rồi hàng tháng là trả góp 5-6 triệu ở trong cái khoản tiết kiệm của mình. Thống kê từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu thuê trọ cho các cá nhân là không dưới 1 triệu đồng, với các hộ gia đình thì tầm 3 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các chi phí sinh hoạt, con cái học hành. Hiện giờ như xôi mấy phút đó, thuê được khoảng hơn 100 cái nhà ở trong khu lưu trú cho cái lực lượng công nhân, thì giải quyết được đâu đó khoảng gần 200 công nhân, thì như vậy thì cũng mới có 5% trong cái tổng số người lao động của công ty. Theo khảo sát chuyên đề về nhà ở xã hội của Ban Kinh tế Tư nhân, có đến 57% người lao động có nhu cầu thuê hoặc mua các nhà ở xã hội, nhà ở thuộc diện thương mại. Và trong đó có gần một nửa số lượng người lao động trong nhóm này là cần nhà ở xã hội. Nhu cầu mà liên quan đến cái việc là ổn định chỗ ăn, chỗ ở, đặc biệt ở trong cái bối cảnh là Covid vừa rồi có những cái diễn biến rất là phức tạp thì càng tăng lên hơn bao giờ hết. Nói chung là an cư lạc nghiệp nên là muốn có cái nhà nhỏ cũng được của hai vợ chồng ở trên đây để yên tâm đi làm, rồi nếu có nhà rồi có khả năng chỉ bước con lên đây học cho gần cha gần mẹ. Tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đang giúp tỉnh Điện Biên có thêm lợi thế trong thu hút các dự án đầu tư. Năm ngoái, địa phương này đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 16 dự án trong nhiều lĩnh vực với tổng vốn đăng ký trên 5.300 tỷ đồng. Dự án các tuyến đường giao thông kết nối dọc trục quốc lộ 279 và quốc lộ 12 có tổng vốn đầu tư là 1.300 tỷ đồng, là dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh Điện Biên. Đây được xem là cơ hội để hấp dẫn các nhà đầu tư vào địa phương này. Như dự án khu du lịch khoáng nóng này đang triển khai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Kỳ vọng khi hoàn thành có thể đón được khoảng 1 triệu lượt du khách một năm. Chúng tôi cũng nhận thấy được là trong giai đoạn sắp tới với sự phát triển kinh tế hạ tầng của địa phương, giao thông là cầu kết nối rất quan trọng giữa du lịch với cả khách hàng. Khi giao thông thuận tiện thì khách hàng sẽ đến với chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều. Chính vì thế tôi thấy đây là một niềm vui lớn với ở du lịch của Điện Biên. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, đến nay dự án mới đạt khoảng 60% khối lượng. Vì vậy, điều mà các nhà đầu tư mong mỏi là dự án sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Khó khăn lớn nhất của địa phương này là làm thế nào để có thể thu xếp được gần 600 tỷ đồng nguồn vốn bổ sung nhằm hoàn thiện các điểm trọng yếu của dự án.
Ngoài hạ tầng đường bộ thì hạ tầng hàng không cũng là một trong những lợi thế để thu hút đầu tư vào Điện Biên. Bởi cảng hàng không Điện Biên là cảng hàng không duy nhất của 6 tỉnh Tây Bắc. Sau khi được đầu tư nâng cấp mở rộng, đây được xem là điểm nhấn quan trọng trên bản đồ thu hút đầu tư không chỉ cho Điện Biên mà còn cả vùng Tây Bắc. Việc đưa cảng hàng không Điện Biên vào khai thác hoạt động giúp cho các hãng hàng không đi từ các nơi, đặc biệt là từ thành phố Hà Nội lên Điện Biên, từ thành phố Hồ Chí Minh lên Điện Biên và sau này cả các trung tâm kinh tế lớn khác đến Điện Biên, giúp cho Điện Biên ngày càng phát triển về kinh tế, phát triển về du lịch và giúp cho thuận lợi bà con đến với Điện Biên. Khoảng thời gian từ nay đến năm 2030 để đạt được các mục tiêu của nâng cấp mà các cái hệ thống hạ tầng giao thông kết nối thì tỉnh Điện Biên rất cần Trung ương hỗ trợ khoảng 7.000 tỷ để đầu tư nâng cấp các cái tuyến quốc lộ, đặc biệt là ba cái tuyến quốc lộ mà kết nối với Lai Châu, với Lào và với Trung Quốc. Điện Biên cũng đã ra soát cắt giảm các dự án công trình chưa thật sự cần thiết để tập trung vốn cho phát triển hạ tầng giao thông. Đây cũng sẽ là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên của địa phương như là nông, lâm nghiệp, năng lượng, đô thị và du lịch. Qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững đã chỉ rõ một trong những hạn chế của du lịch Việt Nam hiện nay là công tác quản lý điểm đến du lịch chưa chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt về vấn đề vệ sinh môi trường. Trên thực tế, tình trạng rác thải vẫn là vấn đề nan giải chưa được khắc phục triệt để ở nhiều điểm du lịch. Rác thải bừa bãi tràn lan tại các điểm, khu du lịch không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến hình ảnh Việt Nam mất điểm trong mắt du khách quốc tế. Cuối tháng 2 vừa qua, một nữ du khách người Úc đã chia sẻ lên mạng xã hội trải nghiệm của mình tại Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam. Tuy nhiên, đó lại là một trải nghiệm khá tồi tệ. Phong cảnh rất đẹp, nhưng tôi nghĩ là đừng ai đến đó nữa, vì rác đầy trên mặt biển, còn có cả váng dầu nữa, thật khủng khiếp. Không chỉ Vịnh Hạ Long, tình trạng rác thải vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở nhiều điểm du lịch của Việt Nam. Hồ Hoàn Kiếm, một thắng cảnh nổi tiếng giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, nơi thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế. Nhưng chỉ cần đi một vòng hồ, không khó để bắt gặp những hình ảnh này. Tối qua, lúc về khách sạn, tôi thấy có bãi rác to đùng gần đó, nhưng đến sáng nay thì đã được dọn đi. Điều này thật tốt, nhưng có nhiều chai nhựa bị vứt đi. Nếu có thể tìm cách tái chế lại thì tốt. Thường có thể là những cái đồ ăn ấy, mọi người mang đi đường, mọi người ăn và mọi người lại chưa cất vứt vào đúng nơi quy định. Tôi thấy là thùng rác công cộng thì cũng đã được bố trí. Thế tuy nhiên có thể là một số chỗ thì cũng vẫn còn hơi thưa thớt. Tôi thấy Hà Nội nhìn chung khá sạch sẽ, nhưng cũng nhiều chỗ vẫn hơi nhiều rác. Tôi nghĩ nên đặt thêm nhiều thùng rác công cộng hơn để mọi người vứt rác, hoặc bố trí thêm người quét dọn đường phố. Theo các chuyên gia, xu hướng du lịch sau đại dịch COVID-19 là du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường. Mối quan tâm hàng đầu của du khách đối với một điểm đến chính là yếu tố vệ sinh môi trường. Môi trường như là một cái tiêu chí để mà đánh giá năng lực cạnh tranh của các cái điểm đến. Vì vậy thì xây dựng điểm đến xanh này, các cái sản phẩm dịch vụ xanh này là cái yêu cầu sống còn hiện nay. Bên cạnh cái việc mà tuyên truyền về chủ trương chính sách thì cần phải thực thi nghiêm các cái biện pháp mà xử lý các cái tổ chức, cái doanh nghiệp, cá nhân cố tình phá hủy tài nguyên để gây ô nhiễm môi trường, để tạo cái răn đe, tạo được một cái phong trào gìn giữ môi trường trên cả nước. Đấy là một cái giải pháp rất là quan trọng. Việt Nam có tài nguyên du lịch phong phú, được quốc tế ca ngợi với nhiều danh hiệu đứng đầu khu vực và thế giới. Giải quyết triệt để vấn nạn rác thải và quản lý vệ sinh môi trường sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đưa hình ảnh Việt Nam trở nên xanh, sạch, đẹp hơn trong mắt du khách. Là trung tâm du lịch biển lớn ở phía Bắc, sẵn sàng mùa cao điểm hè năm nay, Quảng Ninh đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tăng cường xúc tiến để thu hút du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần quảng bá mạnh mẽ điểm đến, du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn.
không túi ni lông, không đổ nhựa khi đi du lịch Vịnh Hạ Long. Quy định từ năm 2019 tiếp tục được thực hiện nghiêm. Những ngày cao điểm, có khoảng 50 người thực hiện việc thu gom rác trên vịnh và các đảo để giữ Hạ Long xanh. Trên vịnh Hạ Long mỗi ngày có hơn 20 chiếc thuyền như thế này đi thu gom và dọn rác. Các nhân viên vệ sinh thì sẽ làm việc theo ca 8 tiếng một lần. Và ước tính trong khoảng 1 tháng thì sẽ có khoảng 25 tấn rác được thu gom. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, chụp rất nhiều những bức ảnh thiên nhiên. Nhưng đây là một trong những nơi tôi thích nhất. Cảnh quan tuyệt đẹp, việc gìn giữ môi trường cũng được các bạn làm rất tốt. Giữ gìn các bãi tắm sạch, quy củ được đặc biệt quan tâm. Chi đoàn Thanh niên Sở Du lịch và Công đoàn Sở Du lịch đã phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị khác để hàng tháng chung tay ra quân dọn rác bãi biển. Hướng đến mùa du lịch cao điểm hè, các khách sạn, nhà hàng tại địa phương đều được kiểm tra, rà soát nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh, an toàn, văn minh cho du khách. Dự kiến 62 sản phẩm du lịch được đưa vào khai thác phục vụ khách trong năm nay. Thu hút khách du lịch đến với Hạ Long thì chúng tôi cũng đưa ra thêm một số các sản phẩm du lịch mới. Đây là những cái điểm quyết định trong cái việc là khách đến với Hạ Long sẽ được sử dụng những cái dịch vụ gì, những trải nghiệm, những cái hoạt động gì. Năm nay là chúng tôi xác định là thành phố sẽ đón là trên 10 triệu khách du lịch. Carnival Hạ Long năm 2024 đang được khẩn trương chuẩn bị, lần đầu tiên diễn thực cảnh và trình diễn ánh sáng bằng drone, hứa hẹn tạo cú hích cho mùa du lịch hè. Quảng Ninh phần đầu đón 4,5 triệu lượt khách trong quý 2, ít nhất 17 triệu lượt du khách cả năm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.